Bây giờ hai chúng mình đang đi ra bến tàu. Tàu của chúng mình khởi hành lúc 9:30. Bây giờ là gần 8 giờ, ra trước tầm 90 phút. Mình thuê một cái khách sạn ở gần bến tàu. Nên là sáng dậy tiện, chi tiện đi ra bến tàu cho nên lần này. Bến tàu King Cross. Mình đã check thời tiết trước. Thời tiết bên Pháp hiện tại cũng đang là tầm hôm nay cũng 26, 27 độ. Không nào. Đến cửa bến tàu đây. Rồi mình đang xếp hàng và làm các thủ tục. Hai đứa mình đi tàu chứ không cùng máy bay. Vì tàu từ đây sang Pháp có mất gần 2 tiếng không có thôi. Khá là đông nha. Tất cả mọi người cần bỏ vé scan ở cửa khi các bạn. Đó gọi là e-ticket các bạn. Đó. Mình đã đặt một chỗ riêng. Hai vợ chồng mình đặt một ghế ở chỗ gần cửa sổ. Goes to milk. So. Goes to milk. Yeah, yeah, yeah. 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 London.
sau 20 phút đi qua tàu và đi vào trong vườn hoa. Thì bây giờ mình đã sang đến địa phận của Pháp rồi. Eurotunnel. London đi Eurostar thì các bạn sẽ xuống cái bến này này. Đây là đi nổ cái gì đó. Sau đó nó đi xuống dưới. Mua vé đi underground. Các bạn muốn đi đâu thì mua vé thôi. Bye bye Paris now. Đêm rồi, về đến nhà chắc là phải 1 giờ.